Huyền Nhi hân hoan chào đón bà con đang đến với bản tin thời tiết thủy văn. Chương trình kỳ này sẽ là cập nhật thông tin mới nhất về thời tiết từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 1 năm 2024. Những ngày gần đây, không khí lạnh thổi về làm cho người người nhà nhà đông đao đón Tết. Các ông bà thì cũng đã hối hả đàn con cháu của mình dọn cỏ sân nhà, vặt lá mai để mà chào đón năm mới. Còn về canh tác thì giá sầu riêng đang ở mức giá vô cùng hấp dẫn. Một số nhà vườn làm nghịch vụ ở miền Tây thì cũng đang xuống giao với mức giá từ 120 đến 160 nghìn đồng một ký cho giống mẫn thon. Từ đó cũng góp phần cho bà con có được cái Tết ấm êm và sung túc hơn. Đâu đó thì cũng còn một số nhà vườn mới vào giai đoạn xử lý, nuôi hoa và nuôi trái thì cũng gặp phải tình trạng là ăn tối lo mai. Và nhằm hỗ trợ về mảng thời tiết giúp bà con mình đưa ra những định hướng chăm sóc vườn cây thích hợp nhất, Huyền Nhi đã mời về chương trình sự góp mặt của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên gia dự báo đến từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ. Huyền Nhi trân trọng kính chào Thạc sĩ ạ. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Thưa Thạc sĩ, những ngày gần đây Huyền Nhi có nắm được thông tin là khu vực phía Bắc của nước ta đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi thì rét đậm, rét hại. Và liệu rằng bối cảnh này có ảnh hưởng gì đến thời tiết miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ của chúng ta những ngày giữa tuần hay không? Xin mời cô có phần dự báo gửi đến bà con mình nhé. Hiện tại thì cái áp cao lạnh ở phía Bắc đã tăng cường mạnh về phía Nam, sẽ tiếp tục mà di chuyển về phía Nam. Do đó mà trong những cái ngày giữa tuần từ ngày thứ Tư đến ngày thứ Năm là ngày 24 và ngày 25 tây tháng Giêng thì cái áp cao lạnh sẽ tiếp tục di chuyển về phía Nam nữa. Do đó đây là một cái đợt không khí lạnh có cái nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến là từ 7 cho đến 10 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc là từ 2 cho đến 5 độ. Khu vực vùng núi cao thì là có nơi sẽ dưới 0 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ thì là nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 9 cho đến 11 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 13 cho đến 16 độ. Ở cái khu vực vùng núi thì có cái sương muối cũng như là rét đậm, rét hại. Do đó mà bà con ngư dân ở cái khu vực vùng núi phía Bắc thì cũng nên giữ ấm đàn gia súc cũng như là các cái cây trồng vật nuôi, thì trời rét đậm, rét hại thì sẽ ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi. Do đó mà bà con cũng cần phải lưu ý. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì là không khí lạnh đợt này thì có cái cường độ mạnh nhưng mà nó là di chuyển về ở cái khu vực phía Nam. Do đó mà ảnh hưởng đến các cái tỉnh miền Bắc nước ta là trước tiên. Nhưng mà khi mà đi xuống phía Nam thì cái cường độ nó đã giảm đi rồi. Vì vậy mà làm cho cái nhiệt độ ở ban đêm ở khu vực các cái tỉnh miền Đông và miền Tây thì chúng ta có phần là giảm nhẹ thêm một chút nữa. Do đó mà khu vực các cái tỉnh phía Bắc miền Đông như là Tà Lài, Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước và Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 18 cho đến 21 độ. Còn các cái nơi khác ở miền Đông thì nó sẽ dao động ở mức là từ 22 đến 24 độ. Còn cái nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức là từ 32 đến 34 độ. Có nơi sẽ trên 34 độ. Còn đối với các cái tỉnh miền Tây thì cái nhiệt độ ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 23 đến 25 độ. Và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động ở mức là từ 31 đến 33 độ. Ban đêm thì cái tiết trời lạnh nhất là các cái tỉnh ở cái phía Bắc miền Đông. Do đó mà bà con cũng cần phải giữ ấm khi đi ra ngoài sáng sớm. Cũng như là vào buổi sáng ở nhà thì chúng ta cũng phải giữ ấm cơ thể. Vâng ạ, Huyền Nhi xin được cảm ơn Thạc sĩ. Không khí lạnh miền Bắc khi mà đổ về miền Nam thì có cường độ bắt đầu suy yếu, tuy nhiên vẫn làm cho tình hình nhiệt độ giảm hơn so với tuần rồi. Và những mốc nhiệt độ tương ứng với từng khu vực thì cũng đã được Thạc sĩ trình bày qua những phút vừa rồi. Còn về tình hình thủy văn và xâm nhập mặn thì phía bên đài mình có ghi nhận gì mới không thưa cô? Còn đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần sẽ dao động theo triều. Đến ngày 26 tây tháng 1 thì cái mực nước ngày cao nhất tại Tân Châu ở cái mức là 1m55. Còn tại Châu Đốc thì ở cái mức là 1m75. Còn đối với cái xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì vẫn còn duy trì ở cái mức cao. Tuy nhiên thì lại không quá nghiêm trọng như cái mùa khô năm 2015 cho đến năm 2020. 16 và năm 2019 và năm 2020. Và các cái đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cái khu vực sông Cửu Long thì có khả năng sẽ tập trung trong cái tháng 2 cũng như là tháng 3.
Còn đối với các cái sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn thì cái độ mặn cao nhất thì sẽ tập trung trong cái tháng 3, tháng 4. Tuy nhiên thì cái xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn phụ thuộc vào cái nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công và triều cường vẫn còn biến động trong cái thời gian tới. Do đó mà bà con nông dân thì cũng cần phải cập nhật kịp thời các cái bản tin, thông tin về dự báo khí tượng thủy văn để có cái biện pháp chủ động phòng chống cái xâm nhập mặn. Vâng ạ, mực nước tại các sông đang dao động theo triều. Về diễn biến xâm nhập mặn thì đang duy trì ở cường độ cao, tập trung vào khoảng tháng 2, tháng 3. Riêng khu vực sông Cái Lớn và Vàm Cỏ thì sẽ rơi vào tháng 3 và tháng 4. Bà con mình nên chủ động có giải pháp ngăn mặn và bảo vệ vườn cây hợp lý nhé. Quý nhà vườn thân mến, cũng như những thông báo trong chương trình kỳ trước, thì vào cuối tháng Giêng năm 2024, ban biên tập kênh YouTube An Phát Nông Cây Ăn Trái sẽ có một chuyến thăm khám đến những nhà vườn trồng sầu riêng tại khu vực miền Đông và Tây Nguyên. Để biết thông tin thời tiết khi ấy diễn biến như thế nào thì chắc hẳn là chúng ta sẽ mời Thạc sĩ Ngọc Điệp một lần nữa cho chúng ta những thông tin thời tiết cuối và đầu tuần tới nhé. Trong những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì không khí lạnh đã có cái cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Do đó mà trong cái thời kỳ này thì thời tiết ở cái khu vực các cái tỉnh Bắc Bộ thì trời có phần ấm hơn. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì là sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái rìa phía nam của cái lưỡi áp cao lạnh khuếch tán về phía nam. Do đó mà trong cái thời kỳ này thì cái nhiệt độ ban đêm thì có phần là sẽ giảm từ 1 cho đến 2 độ, có nơi sẽ giảm hơn 2 độ. Nhờ nhiệt độ ở các cái tỉnh miền đông ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 21 cho đến 23 độ. Riêng ở cái phía bắc miền đông thì sẽ dao động ở cái mức là từ 18 cho đến 20 độ. Còn đối với miền Tây thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 22 cho đến 25 độ, có nơi sẽ dưới 22 độ. Tiết trời thì sẽ lạnh về đêm và sáng sớm, do đó mà bà con cũng cần phải giữ ấm. Và sáng sớm thì lại có cái mù và tan dần đến trưa. Trưa chiều thì trời giảm mây và nắng. Cái nhiệt độ trên toàn cái khu vực sẽ dao động ở mức là từ 30 cho đến 34 độ, có nơi sẽ trên 34 độ. Và tiết trời thì khô hanh, do đó mà bà con cũng cần đề phòng cái nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Vâng, Huyền Nhi xin được trân trọng cảm ơn Thạc sĩ Ngọc Điệp và chúc cô luôn có được giọng nói hay và một sức khỏe tốt để tiếp tục đồng hành cùng bà con trong quá trình canh tác. Bà con thân mến, qua những dự báo mà chúng ta vừa nghe thì cuối và đầu tuần tới toàn khu vực Nam Bộ thời tiết đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà con mình nên mặc nhiều áo ấm khi ra đường và chủ động có được giải pháp bảo vệ vườn cây vượt qua giai đoạn này một cách an toàn. Đầu tiên là chúng ta cảnh báo về tình trạng rụng lá cội, tức là rụng những lá già trên cây sầu riêng do bị sốc nhiệt. Hiện tượng này có thể xảy ra từ cây giai đoạn tạo mầm đến nuôi bông và nuôi trái. Thứ hai là mắt cua gặp lạnh bị nín và rơi vào trạng thái biên trạng. Nhà vườn nên quan sát là mắt cua trên cành của chúng ta đã đủ hay chưa. Trường hợp chưa đủ thì nên tăng thêm cử tạo mầm, sau đó mới kích mắt cua. Trường hợp mắt cua đã đủ rồi thì mình sẽ áp dụng ngay giải pháp phá biên trạng đánh thức mầm ngủ và lưu ý là giữ đúng tần suất, không nên phun nhồi làm cây bị sốc. Thứ ba là những vi sinh vật đất sẽ giảm hoạt động khi mà thời tiết lạnh, từ đó làm giảm khả năng phân giải và ăn phân của cây. Những trường hợp nhạy cảm và cần nguồn dinh dưỡng nhanh tức thì như là kéo đọt, nuôi bông, nuôi trái non thì việc tưới phân thay vì rải gốc là giải pháp tình thế vô cùng thích hợp. Bà con mình có thể ngâm phân hạt kèm một chút hữu cơ lỏng và dùng bét để tưới xung quanh vùng gốc. Đây cũng là những thông tin lưu ý cuối trong bản tin kỳ này. Cảm ơn bà con đã lắng nghe. Xin chúc quý cô chú anh chị có khoảng thời gian ấm áp và an lành. Xin chào, hẹn gặp lại trong bản tin thứ ba kỳ tới nhé.